Hiện tại thì có khá nhiều các cái dòng điện thoại của các hãng đến từ Samsung, Oppo, Vivo hay là Sony. Ngoài chức năng làm cái điện thoại giúp cho phụ nữ có thể sử dụng như là một cái máy ảnh, ngoài chức năng chụp ảnh phía trước còn có chức năng mà bây giờ chị em rất là ưa chuộng, đó là chức năng selfie. Cái phân khúc giá mà đang được chị em khá là quan tâm đó là phân khúc từ 6 đến 10 triệu. Và hầu hết các cái sản phẩm ở tầm phân khúc này thì cũng đều đang có những cái tính năng về camera rất là tốt. Thì có thể chia sẻ các bạn ở đây, dòng Samsung J7 Pro. Thì đây là một cái sản phẩm mà cũng focus vào camera. Thì nó có cái là có khả năng phía trước, chụp phía trước và phía sau là khoảng 13 megapixel, giúp cho cái người dùng khi mà chụp selfie ngoài cái khả năng chụp lấy góc rộng còn có khả năng chụp focus vào người dùng nữa, và khiến cho cái bức ảnh nó có chiều sâu và độ nét tốt hơn rất là nhiều. Đây là sản phẩm Samsung J7 Pro, thì giá đang ở mức là 6.990.000. Bên cạnh Samsung thì có một hãng cũng đang gắn liền với cả cái tính năng gọi là camera phone, đó là Oppo. Họ cũng ra mắt cái dòng gọi là F3 Selfie Expert. Cái camera chụp selfie của họ thì họ có đến 2 camera lận. Thì nó giúp cho là ngoài cái khả năng focus, nó còn có khả năng là chụp ra xung quanh. Và họ gọi đây là cái group free, có nghĩa là không phải chỉ chụp một mình, còn có thể chụp được rất nhiều các cái chủ thể xung quanh cùng với cả người sở hữu máy ảnh. Và cái này thì có thể chụp cho đám đông, ví dụ như là bạn bè trong bữa tiệc thì có thể chụp ảnh selfie với nhau. Thì đấy là Oppo F3. Một thương hiệu tiếp theo cũng rất là focus vào các cái dòng điện thoại chụp selfie, đó là đến từ thương hiệu Vivo với sản phẩm là Vivo V5S. Và có cái là camera của họ thì cũng ở khoảng 13 megapixel và cũng sẽ giúp cho cái chủ thể tận dụng để chụp các cái cảnh selfie. Có một đặc điểm nữa đó là cái dòng này của V5S thì cái camera phía trước đang là khoảng 20 megapixel và nó giúp cho tăng độ rõ nét cũng như là chụp gọi là cái hiện tại là chụp xóa phông, chụp low light, tức là trong trường hợp ánh sáng yếu thì cũng có thể chụp rất là tốt. Thì đây là dòng Vivo V5S và cái giá nó đang khoảng là 6.690.000. Một thương hiệu nữa đến từ Nhật Bản là Sony. Nếu mà ai mà tin dùng các cái sản phẩm Sony thì sẽ thấy là Sony họ rất là tập trung vào camera trên điện thoại. Họ tập trung vào những cái công nghệ như chẳng hạn là chống rung, chụp trong bóng tối, chống lóa cũng rất là tốt. Đang là dòng cao thì họ đang có là Sony XZS đang độ khoảng là 13.900.000 hoặc là XZ1 đang khoảng 15.900.000, thì cũng đang rất là tốt cho cái phần chụp ảnh phía trước. Ngoài cái việc là các hãng họ tập trung vào cái camera thì họ cũng rất là tập trung tới kiểu dáng, và kiểu dáng thì cũng sẽ là một cái mà chị em sẽ rất là quan tâm. Ví dụ như là mọi người thấy là các cái dòng phân khúc tầm trung này của Samsung, Oppo hay là Vivo thì kiểu dáng của các hãng thì đều rất là thuôn gọn, mỏng và chỉ khoảng đâu đấy khoảng 5.5 inch thì nó sẽ cầm rất là vừa tay đối với cả chị em. Điểm nhấn của các hãng ở đây đó là ngày hôm nay thì các hãng họ có thêm những cái chức năng app ở bên trong, họ đã tùy biến ở ngay trong cái phần chức năng chụp ảnh của điện thoại. Họ có cái chức năng tùy biến, ví dụ beauty là chụp để cho khuôn mặt đẹp hơn, cà mặt để làm sao đấy bớt mụn, đúng không? Đấy, hoặc là làm cho phía sau mờ đi để làm sao tập trung vào chủ thể. Thì đấy là cũng là một những cái điểm nhấn của các hãng ngày hôm nay họ tích hợp vào ngay trong cái các cái app camera của họ. Thông thường đối với cả người khi mà đi mua điện thoại quan tâm tới chức năng của camera thì mọi người hay quan tâm là ví dụ như là thực ra cái dễ nhận biết nhất đó là cái camera trên điện thoại này là bao nhiêu megapixel.
nó thể hiện cho cái là chụp độ sắc nét là bao nhiêu. Nhưng mà cái megapixel thì nó không hẳn nó đã nói lên hết được cái độ rõ nét của ảnh. Nó còn phụ thuộc vào như chẳng hạn ống kính mở, rồi là có khả năng chống zoom không, hoặc là trong bối cảnh low light là ánh sáng yếu thì nó sẽ dẫn đến là bức ảnh không như ý. Khi mà chị em tới mua điện thoại thì sẽ hỏi tư vấn kỹ hơn, chẳng hạn như là có khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng không, có khả năng chống rung không, hoặc là có khả năng là bắt nét nhanh không. Đấy là những cái mà chị em nên quan tâm khi mà mua điện thoại. Ngoài việc là chúng ta quan tâm là cái camera này là bao nhiêu megapixel.